Chào bạn. Vào một năm u tối, năm 2014, tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, một vụ án đáng sợ và kinh hoàng nổi lên như một cơn ác mộng. Một nữ kế toán, xinh đẹp, đã bị giết một cách tàn bạo tại một khách sạn trong chuyến nghỉ lễ của mình. Cái chết ám ảnh không chỉ dừng lại ở việc cô bị sát hại một cách tàn bạo, mà còn chứng kiến sự tàn phá tột cùng của sự độc ác. Cô bị chia nhỏ thành từng mảnh, sau đó bị vứt xuống cống rãnh. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là xương chân của nạn nhân bị trà trộn vào chợ đen, nơi những mảnh thịt của con người được bày bán như thịt lợn hàng ngày. Vụ việc đã lan tỏa khắp xã hội, gieo rắc nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi trong lòng mọi người. Vụ án được coi là biểu tượng cho sự tàn bạo, và không ai dám chối bỏ rằng đây là vụ án hình sự tàn ác nhất trong năm đó tại Trung Quốc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là danh tính của hung thủ. Nó không chỉ giải mã một vụ án đầy bí ẩn mà còn kéo theo một mắt xích khác trong chuỗi cơn ác mộng. Ngày 3 tháng 5 năm 2014, trong thời gian của kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5, thành phố Quảng Châu đã chào đón một lượng lớn khách du lịch đến từ khắp cả nước và có một khách sạn đặc biệt đông đúc hơn bình thường. Phòng số 316 vừa có khách trả thì nhân viên đã nhanh chóng tới dọn dẹp để đón tiếp khách mới. Tuy nhiên, khi nhân viên vào phòng dọn dẹp thì rất ngạc nhiên vì thấy căn phòng này có vẻ rất sạch sẽ, giống như chưa từng có khách nào ở trước đó. Chắc hẳn vị khách thuê kia rất văn minh. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì người này đã phải đối mặt với một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Phòng tắm ngập đầy nước. Không những vậy, còn tỏa ra một mùi hôi thối rất khó chịu và ghê rợn. Người dọn phòng khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng khách thuê phòng rụng tóc gây tắc nghẽn cống thoát nước, nên mới đi tìm một cái kẹp để thông cống. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Cái kẹp đâm vào một thứ gì đó mềm mềm, và sau khi lôi được thủ phạm làm tắc cống ra, cô mới phát hiện đó là một đống mỡ màu vàng, mùi rất khó chịu. Chẳng lẽ khách hàng lại mổ thịt gà cho nhà tắm hay sao? Nhưng xung quanh chẳng có dấu hiệu gì của mấy con gia cầm cả. Sau khi nhận thấy tình hình không ổn, cô nhân viên ngay lập tức báo cảnh sát. Đến khi nhận được báo cáo, mặc dù vẫn chưa thể xác định xem có xảy ra vụ án nào ở đây hay không, nhưng vì nghe chị nhân viên tường thuật quá ghê rợn nên cảnh sát đã không dám chần chừ mà nhanh chóng đến hiện trường. Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy loại mỡ màu vàng đó chính xác là mỡ từ cơ thể người. Dựa trên kinh nghiệm điều tra trước đây, rất có thể những bằng chứng, manh mối khác đang ở xung quanh hiện trường. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm toàn diện trong và ngoài khách sạn. Và cuối cùng phát hiện một túi nhựa màu vàng đáng ngờ chỗ cầu thang cùng tầng, khu rác thải sinh hoạt, còn có một vài mảnh thịt và mẩu xương nhỏ. Những mảnh thịt này sau đó đã được xác định là đến từ cơ thể của một người phụ nữ. Vậy người phụ nữ đó là ai? Là khách hàng hay là một người nào khác? Và chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng 316 đó? Cảnh sát thông qua việc xem hồ sơ đăng ký lưu trú của khách sạn phát hiện rằng phòng 316 khi đó chỉ có một khách đăng ký tên là Dương Mộc Cầm, 28 tuổi. Cô này đã đăng ký thuê phòng vào tối ngày 30 tháng 4 năm 2014. Sau khi nhận được tin này, cảnh sát ngay lập tức liên hệ với gia đình của Dương Mộc Cầm và biết thêm thông tin cô này đã ra ngoài trong kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5. Do đó, cảnh sát suy đoán rằng danh tính nạn nhân rất có thể chính là Dương Mộc Cầm. Vậy kẻ nào đã sát hại cô và động cơ của kẻ đó là gì? Hiện trường đã được dọn sạch sẽ, do đó cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào. Họ chỉ có thể truy xuất đoạn video giám sát của khách sạn, với hy vọng sẽ tìm thấy được một vài manh mối nhỏ. Theo đoạn video giám sát, sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Dương Mộc Cầm chỉ xuống dưới sảnh duy nhất một lần và từ đó cũng không còn thấy cô nữa. Báo cáo khám nghiệm pháp y cũng cho thấy thời điểm Dương Mộc Cầm bị giết là từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng ngày 30 tháng 4, nghĩa là cô đã bị giết ngay sau khi đi vào khách sạn. Vậy trong 3 ngày trước khi nhân viên vệ sinh báo cáo vụ việc, ai đã vào phòng 316 và ai đã vứt túi nhựa màu vàng đó? Tiếp tục theo dõi camera giám sát, cảnh sát nhanh chóng xác định được một người đàn ông đáng ngờ. Đoạn video cho thấy, chưa đầy nửa giờ sau khi Dương Mộc Cầm nhận phòng, một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đã đến khách sạn. Hắn không đăng ký làm thủ tục nhận phòng sau khi vào khách sạn mà trực tiếp đi lên tầng. Rõ ràng là hắn có quen biết với ai đó ở tầng trên. Điều đáng ngờ hơn là trong 3 ngày tiếp theo, người đàn ông này đã 3 lần vận chuyển những vật thể không rõ là gì ra khỏi khách sạn đó. Vào sáng ngày 3 tháng 5, hắn thậm chí còn giúp nạn nhân trả phòng. Vậy người đàn ông này là ai? Và hắn có quan hệ gì với Dương Mộc Cầm? Hắn xuất hiện ngay từ khi Dương Mộc Cầm mới đến khách sạn, cho thấy hắn rất rõ về hành trình của nạn nhân. Và sau cái chết của Dương Mộc Cầm, hắn còn giúp cô trả phòng, cho thấy quan hệ giữa hai người không phải chỉ là quen biết bình thường. Liệu người này có biết gì về cái chết của Dương Mộc Cầm không? Dù biết hay không thì việc hắn xuất hiện trong khoảng thời gian Dương Mộc Cầm bị giết đồng nghĩa với việc hắn có thời gian thực hiện tội ác. Do đó,
cảnh sát đã xem hắn là đối tượng tình nghi và tiến hành điều tra. Nhưng vì căn phòng này được một người mẹ ngoại quốc đặt và không cần thông tin cá nhân để trả phòng, nên cảnh sát không thể xác định được danh tính của người đàn ông đeo mặt nạ kia. Ngay lúc đang bối rối thì một hành động của Dương Mộc Cầm đã thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Đoạn video giám sát cho thấy, lúc 9 giờ 21 phút tối ngày 30 tháng 4, chỉ 8 phút sau khi Dương Mộc Cầm nhận phòng, cô đã đến quầy tiếp tân và nhận một gói đồ nhỏ bằng nhựa từ nhân viên tại quầy. Theo ký ức của bộ phận lễ tân, lúc đó Dương Mộc Cầm có nói rằng trong phòng thiếu một chiếc bàn chải đánh răng. Nếu chỉ có Dương Mộc Cầm ở trong phòng, một bộ vệ sinh cá nhân là đủ rồi, nhưng cô lại đặc biệt đi ra khỏi phòng để hỏi một chiếc nữa. Điều này cho thấy có một người khác đã vào phòng cùng cô. Ngay sau 8 phút nhận phòng, Dương Mộc Cầm đã phát hiện thiếu một chiếc bàn chải, chứng tỏ chiếc bàn chải còn lại đã được sử dụng. Sau đó cô lại đi ngay tới quầy tiếp tân để yêu cầu một chiếc mới. Điều này cho thấy cô biết sẽ có người vào phòng ở lại cùng mình và có thể sẽ cần dùng đến một chiếc bàn chải mới. Do đó cảnh sát suy đoán Dương Mộc Cầm và người kia có một mối quan hệ đặc biệt, khả năng cao là mối quan hệ yêu đương, và có thể hai người họ đã hẹn nhau tới đây để nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Vậy tại sao chuyến du lịch ngọt ngào cuối cùng lại biến thành một vụ án giết người thương tâm như vậy? Để giải đáp thắc mắc trên, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra về các mối quan hệ xã hội của Dương Mộc Cầm. Kết quả điều tra cho thấy Dương Mộc Cầm đã từng kết hôn, nhưng một năm trước chồng cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Dương Mộc Cầm đối diện trước mất mát vô cùng to lớn này thì rất buồn rầu. Cô thậm chí còn thề sẽ không đi thêm bước nữa. Cũng vì lẽ này mà không một ai trong số những người thân trong gia đình và bạn bè của cô từng nghe cô đề cập đến một anh chàng bạn trai nào sau khi chồng qua đời. Liệu có phải Dương Mộc Cầm và người đàn ông đeo mặt nạ gần đây mới quen nhau hay không? Làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ lại có thể chuyển từ mối quan hệ tình cảm sang giết người như vậy? Thực ra thời điểm đó cũng đã có nhiều vụ liên quan đến lừa đảo hẹn hò trực tuyến rồi giết người cướp tài sản khi gặp mặt, nên cảnh sát nghi ngờ Dương Mộc Cầm đã không may rơi vào trường hợp tương tự. Kết quả điều tra lại cho thấy Dương Mộc Cầm là một nhân viên tài chính của một doanh nghiệp nhà nước. Thu nhập của cô ở mức trung bình khá. Do đó cảnh sát nghi ngờ tên tội phạm có thể đã có ý đồ giết người cướp của. Tuy nhiên, thông qua việc liên lạc với gia đình nạn nhân, cảnh sát đã biết được rằng trước khi đi, Dương Mộc Cầm không mang theo gì ngoài một chút tiền mặt. Sau khi bị tấn công, tài khoản ngân hàng của cô cũng không có bất kỳ biến động số dư nào. Có lẽ thiên về động cơ tình cảm, bởi tên tội phạm không vì mục đích cướp của, hắn chỉ đơn thuần là muốn giết người vì lý do khác. Lúc này, nhân viên điều tra mới chú ý rằng khi kẻ đeo mặt nạ trả phòng, gói đồ mà hắn cầm trên tay rõ ràng tròn trịa hơn so với lúc Dương Mộc Cầm nhận phòng. Đồng thời còn có một vật thẳng dài được bọc trong túi nhựa màu đỏ. Vậy trong gói đồ kia có chứa thứ gì? Vật lạ trên tay kia là gì? Thời điểm các điều tra viên nghĩ rằng họ sắp tìm ra một điểm bứt phá, thì một câu nói từ bác sĩ Pháp Y lại khiến tất cả mọi người đều phải sửng sốt. Bác sĩ Pháp Y nói, sau khi ghép các mảnh thi thể lại, họ đã phát hiện rằng ngoại trừ hộp sọ thì xương chân của nạn nhân cũng chẳng thấy đâu. Kẻ sát nghe xong thì dùng mình ớn lạnh. Không lẽ bọc đồ mà kẻ mặt nạ đem theo kia có chứa hộp sọ và vật trên tay hắn là xương chân của nạn nhân? Dựa vào hình dạng và kích thước, suy luận này là hoàn toàn khả thi. Sau khi xác nhận điều này, cảnh sát không dám chần chừ nữa, nhanh chóng tập hợp lực lượng và bắt đầu theo dõi đối tượng tình nghi. Theo hình ảnh từ camera giám sát, không khó để nhận thấy rằng sau khi giết người, người đàn ông không hề hoảng loạn, trái lại còn đi lại rất bình tĩnh. Ngoài mũ và khẩu trang, hắn hầu như không che giấu gì thêm. Do đó, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy người đàn ông này thông qua camera giám sát bên đường. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ là sau khi rời khách sạn, hắn không chạy trốn mà lập tức lại mang xác của Dương Mộc Cầm vào một chợ lớn. Người đàn ông giấu mặt kia đã mang theo bọc đồ tròn và vật dài bọc túi màu đỏ khi đi vào chợ. Thế nhưng 3 phút sau khi ra khỏi chợ, vật dài trên tay hắn đã biến mất. Vậy xương chân của nạn nhân đã đi đâu? Liệu có phải hắn đã vứt nó ở chợ? Lượng khách đến chợ này rất đông đúc. Nếu người đàn ông này bán xương chân của Dương Mộc Cầm như xương heo hoặc xương bò mà không một ai hay biết, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra bí mật và sau hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng họ đã tìm thấy xương chân mà người đàn ông đeo mặt nạ đã được bán cho một người buôn xương gần đó. Có một số nữa được hắn vứt ở trong một thùng rác. Sau khi so sánh ADN, kết quả cho thấy đây chính là xương của nạn nhân Dương Mộc Cầm. Mặc dù đã tìm thấy một phần xương, nhưng kẻ tình nghi thì đã biến mất. Người buôn xương nói, những khúc xương đã được bán cho người khác hầm lấy nước, nhưng không nhớ là bán cho ai vì xương nào cũng giống nhau. Chỉ nhớ là có mua từ một người đàn ông lạ đeo khẩu trang. Vì không có hệ thống camera giám sát trong chợ, lại có quá nhiều người qua lại trong đó, không ai để ý đến người đàn ông này cả, nên cảnh sát đã phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.
không ngờ rằng họ thật sự đã tìm thấy một manh mối có ích. Một tài xế xe ôm cho hay, vào ngày 3 tháng 5, ông đã chở đối tượng tình nghi này. Lúc đó, người đàn ông kia che chắn phần mặt rất kỹ, không những vậy còn rất hào phóng, trực tiếp đưa cho ông 100 nhờ giật tệ, vì vậy nên ông rất nhớ. Ông nhớ rằng người đàn ông đó đã đến làng Tân Phong. Tân Phong là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô, có một bãi rác lớn nhất địa phương. Do đó, cảnh sát nghi ngờ rằng kẻ tình nghi có thể đã vứt đầu người vào đó. Nhưng việc tìm kiếm đầu người giữa bãi rác khổng lồ như vậy quả thực là không khác nào mò kim đáy bể, rất tốn công tốn sức. Để bắt giữ tên tội phạm càng sớm càng tốt, cảnh sát đã chia lực lượng thành hai nhóm. Một nhóm tìm đầu người của nạn nhân tại bãi rác, một nhóm thì truy tìm tung tích kẻ tình nghi. Nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cảnh sát đã phát hiện ra dấu vết của người đàn ông trong một nhà nghỉ ở làng Tân Phong. Quá trình bắt giữ diễn ra rất suôn sẻ. Qua thẩm vấn, cảnh sát biết được người đàn ông đeo mặt nạ tên là Trương Kiện, 35 tuổi, người gốc Quảng Đông, từng bị kết án 5 năm tù vì tội cướp tài sản. Trương Kiện rất bình tĩnh, thậm chí còn tỏ ra không hề sợ hãi khi đối mặt với những câu thẩm vấn của cảnh sát. Vậy mối quan hệ giữa hắn và Dương Mộc Cầm là gì? Và tại sao hắn lại muốn giết nạn nhân? Theo như lời khai của Trương Kiện, giữa hắn và Dương Mộc Cầm không hề có hiềm khích gì. Nguyên nhân giết cô là do có người đưa cho hắn một khoản tiền và thuê hắn thực hiện hành vi đó. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi người thuê là ai, hắn chỉ giữ im lặng. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài tự mình điều tra, và kết quả điều tra đã khiến tất cả bị sốc nặng. Cụ thể, mối quan hệ giữa Trương Kiện và Dương Mộc Cầm không hề đơn giản. Một năm trước, chính Trương Kiện đã giết chồng của Dương Mộc Cầm. Trên đời này, sao có thể có một chuyện trùng hợp như vậy được? Một năm trước, Trương Kiện vô tình lái xe tông chết chồng của Dương Mộc Cầm. Một năm sau, hắn lại cầm dao giết chết cô vợ. Chắc chắn hai cái chết này không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp gì đó, mà phải có nguyên nhân đằng sau. Thời điểm cảnh sát đưa bằng chứng của hai vụ án ra trước mặt Trương Kiện, hắn nhận ra bản thân không thể bỏ chạy được nữa, đành kể lại toàn bộ câu chuyện. Theo lời Trương Kiện, một năm trước, Dương Mộc Cầm đã đưa cho hắn 300.000 nhân dân tệ để dàn dựng tai nạn ô tô nhằm giết chết chồng cô ta. Một năm sau, Trương Kiện lại lần nữa được thuê để giết người. Nhưng mục tiêu lần này lại là vợ khách hàng trước đây của hắn, chính là Dương Mộc Cầm. Cảnh sát đã vô cùng choáng váng khi nghe lời khai của Trương Kiện. Cái chết của chồng Dương Mộc Cầm hóa ra chẳng phải là một vụ tai nạn, mà là một vụ cố ý giết người. Điều đáng sợ hơn nữa là kẻ chủ mưu lại chính là người vợ đầu ấp tay gối với nạn nhân. Vậy tại sao cô ta lại làm như vậy? Và ai là người đã thuê Trương Kiện để giết Dương Mộc Cầm? Cảnh sát đã theo dõi các tài khoản dùng để chuyển tiền cho Trương Kiện và tìm ra kẻ chủ mưu thực sự. Đó là Hứa Cảnh, nhân viên của một công ty nào đó. Vậy mối quan hệ giữa Hứa Cảnh và Dương Mộc Cầm là gì? Và tại sao hắn lại muốn giết cô? Theo lời khai của Hứa Cảnh, 3 năm trước hắn từng có mối quan hệ bất chính với Dương Mộc Cầm. Sau đó, chồng của Dương Mộc Cầm phát hiện ra chuyện của hai người. Và vì lo lắng về người chồng sẽ vạch trần sự việc và làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bọn họ, nên họ đã quyết định thuê một tên sát nhân để kết liễu cuộc đời người chồng đó. Thế là chồng Dương Mộc Cầm cứ thế mà qua đời đột ngột như vậy. Sau cái chết của chồng, đôi nam nữ xấu xa này lại càng không biết xấu hổ hơn, dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau đùa giỡn vui vẻ. Thời gian dần trôi, mối quan hệ bất chính giữa hai người bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Nguyên nhân là vì Dương Mộc Cầm muốn tiến xa hơn, thế nhưng Hứa Cảnh lại không muốn ly hôn với người vợ hiện tại. Thêm vào đó, hắn cũng chỉ quan tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp của Dương Mộc Cầm, chứ không hề định nghiêm túc với cô. Dương Mộc Cầm đương nhiên không hài lòng. Cô liên tục nói Hứa Cảnh chính là kẻ đã giết chồng cô. Nếu không muốn cô tung tin này ra, hủy hoại danh tiếng và cuộc đời của hắn, thì hắn nên biết điều. Hứa Cảnh đương nhiên bị lời đe dọa này dọa sợ. Thế nhưng hắn vẫn giữ vững lập trường, không muốn tiến xa hơn với người tình. Trong phút giây bối rối, hắn lại tìm đến Trương Kiện. Vào ngày 30 tháng 4, Dương Mộc Cầm hẹn Hứa Cảnh đến khách sạn để vui vẻ. Lúc đầu Hứa Cảnh giả vờ đồng ý, nhưng sau đó hắn kể lại sự việc cho Trương Kiện. Sau đó Trương Kiện mới tới hiện trường để giết Dương Mộc Cầm theo như đã thỏa thuận từ trước. Sau khi giết người, để không bị người khác để ý, Trương Kiện bắt đầu phân xác nạn nhân thành từng mảnh rồi vận chuyển ra khỏi khách sạn. Trương Kiện tưởng mình đã hoàn thành công việc được giao một cách hoàn hảo, cho tới khi hắn bị cái cống tắc nghẽn kia vạch trần. Và sự thật của vụ án đã được hé lộ, Hứa Cảnh cũng đã bị cảnh sát bắt giữ, và chờ đợi hắn cùng Trương Kiện trước mắt sẽ là bản án vô cùng nghiêm khắc của pháp luật. Có thể thấy, đây chỉ là một trong nhiều vụ án liên quan tới việc ngoại tình từ trước đến nay, không chỉ tại riêng Trung Quốc mà còn là khắp nơi trên thế giới. Gần đây nhất, ngay tại nước ta cũng có vụ án về một bác sĩ ngoại tình và giết chết chính cô tình nhân vì nạn nhân đòi được tiến xa hơn. Và người đáng thương nhất có lẽ là chị vợ và những đứa con của họ. Ngoại tình là một điều cấm kỵ trong tình yêu và hôn nhân, và vì người tình mà làm tổn thương người vợ, người chồng hợp pháp của mình là điều mà đạo đức và pháp luật đều không thể chấp nhận.
Còn bạn, bạn có biết về vụ án nào tương tự không? Nếu có, hãy chia sẻ vụ án đó xuống dưới phần bình luận nha. Giám đốc điều hành của Microsoft bị sát hại dã man. Vào tối hôm đó, một người đàn ông đang lái xe qua các con đường của Jacksonville Beach, một khu dân cư yên tĩnh và tăm tối. Trong lúc đang tập trung thì bỗng dưng anh nhìn thấy một cái lốp xe chắn ngang đường. Anh thầm nghĩ, cái quái gì vậy? Ai lại để nó thế này? Anh vội dừng xe, bật đèn cảnh báo và bước xuống để khiêng nó vào lề. Và chính lúc đó, một cuộc tấn công bất ngờ đã xảy ra. Liệu anh ấy đang gặp vấn đề gì? Kẻ đó đã làm gì anh? Để giải đáp những câu hỏi này, ngay bây giờ chúng ta cùng đào sâu câu chuyện ngày hôm nay nhé. Vào thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022, Jared Bridgen đang lái xe trở về nhà của mình. Sáng hôm ấy, đúng trước 8 giờ, Jared đã đến nhà vợ cũ để đón hai đứa con 9 tuổi của mình đi chơi. Đối với anh và các con, thứ Tư là lúc họ được gặp nhau và trải qua những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau vì đó là giao ước về quyền nuôi con mà anh và vợ cũ lập ra. Họ sẽ đi ăn tối, xem phim, đi khu vui chơi và làm các hoạt động tương tự để vun đắp thêm tình cảm cho những ngày xa cách. Trong lần gặp mặt này, đứa con 2 tuổi của Jared từ cuộc hôn nhân hiện tại cũng tham gia. Điều đó khiến cho mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn với một gia đình hạnh phúc cùng với những người anh em ruột thịt đã có thời gian tận hưởng và hiểu nhau hơn. Sau khi trải qua những giây phút tuyệt vời, Jared đã đưa hai đứa con trở lại nhà của vợ cũ và sau đó anh bắt đầu lái xe về nhà, nơi mà anh đang sống cùng người vợ hiện tại. Lúc đó đứa con gái 2 tuổi của anh đang ngủ trong ghế sau và anh ấy đang lái xe qua con đường Sanctuary Boulevard South ở Jacksonville Beach, một khu vực ngoại ô yên tĩnh tại Florida. Những ngôi nhà tại đây thường bị ngăn bởi các cánh đồng cỏ dài bất tận, vì vậy chúng cách rất xa nhau, tạo nên một cảm giác vắng vẻ đến đáng sợ. Khi Jared đang lái xe trên con đường ấy, bỗng anh thấy một vật gì đó chắn ngang đường. Và khi anh giảm tốc độ tiến tới gần hơn, anh nhận ra đó là một cái lốp xe hỏng. Không nghĩ nhiều, anh chỉ cho rằng đó chỉ là một cái lốp rơi ra từ một chiếc xe hoặc một cái gì đó, thế nên anh ấy quyết định sẽ di chuyển nó ra chỗ khác. Bỏ lại đứa con gái 2 tuổi đang ngủ trong ghế sau, anh nhanh chóng phanh xe, bật đèn cảnh báo và bước xuống, cố gắng kéo nó vào lề đường. Tuy nhiên chỉ vài giây sau khi xuống xe, Jared bị bắn chết ngay tại chỗ. Như mình đã nói, đây là một khu vực rất yên tĩnh, không có ai đi bộ trên đường và cũng không có bất kỳ chiếc xe nào khác. Hơn nữa, những ngôi nhà tại nơi này cách xa nhau nên phải mất tận vài phút sau khi nhiều tiếng súng vang lên thì họ mới nhận ra điều đó. Các nhân chứng đã phát hiện Jared nằm bất động giữa đường và rồi họ nghe tiếng khóc từ phía sau xe ô tô. Khi tiến đến gần, họ nhìn thấy một bé gái 2 tuổi đang rất hoảng sợ và khóc không ngừng tại ghế sau. Đáng lo ngại, họ còn phát hiện những lỗ nhỏ trên kính xe, như thể có ai đó cố gắng bắn vào đứa trẻ. Tin tức về vụ việc nhanh chóng lan truyền ngay lập tức. Sau khi điều tra, cảnh sát tiết lộ nhân chứng là một người hàng xóm. Anh này cho biết nghe thấy 3 tiếng súng, một tiếng súng đầu tiên, tiếp đó dừng một lúc và đến 2 tiếng liên tiếp. Nạn nhân là Jared Bregtigan, 33 tuổi, sinh ra tại Missouri nhưng đã chuyển đến Florida khi còn rất nhỏ. Lớn lên, Jared đạt rất nhiều thành tựu trong ngành công nghệ và tự sáng lập cho mình một công ty riêng tại tiểu bang Utah khi chỉ mới học đại học. Công ty này có tên là Messi, là một ứng dụng chia sẻ ảnh trước Instagram và rất nổi tiếng lúc đó. Năm 2010, anh kết hôn với Shanna Gardner và họ đã có 2 đứa con sinh đôi, một trai một gái. Ban đầu họ sống ở Utah, nhưng rồi họ chuyển đến Connecticut vì đứa con trai vừa mới sinh đã bị khuyết tật tim và các bác sĩ khuyên họ nên sống tại những nơi ven biển để tình trạng sức khỏe tốt hơn. Một thời gian sau, Jared cùng với gia đình lại chuyển đến Florida, nơi mà anh lớn lên và Jared cũng tiếp tục làm việc cho các công ty lớn như là Canopy, Web.com và cuối cùng là Microsoft, nơi mà anh giữ chức vụ giám đốc điều hành. Thật đáng tiếc là khi sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, thì cuộc hôn nhân giữa anh và vợ có dấu hiệu rạn nứt. Chuyện này xảy ra ngay sau khi họ chuyển đến Jacksonville, Florida. Mọi thứ trở nên vô cùng căng thẳng và Jared cũng bắt đầu tỏ ra xa cách với Shanna. Hai người không còn dành nhiều thời gian cho nhau như lúc trước. Shanna là một cô gái khá quan tâm đến việc tập thể dục. Vì vậy, Jared đã mua cho cô một khóa tập cá nhân với một huấn luyện viên tại CrossFit. Tuy nhiên, anh ấy không hề biết rằng điều này phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Shanna bắt đầu có một mối quan hệ sai trái với huấn luyện viên và Jared đã biết chuyện đó sau khi anh tình cờ đọc được một số email riêng tư. Jared vẫn sẵn sàng tha thứ để cứu lấy cuộc hôn nhân vì lợi ích của con cái. Nhưng Shanna không đồng ý và cô ấy đề xuất ly hôn vào năm 2015 cùng với những cáo buộc tồi tệ về Jared. Cô ấy tuyên bố anh là người gây rối, lạm dụng và luôn theo dõi mình.
Tuy nhiên, Jared phản bác rằng có một lần anh ấy đã tìm thấy một thiết bị giám sát trẻ em được giấu dưới giường con trai mình. Dường như là cô ta đang muốn kiểm soát tất cả mọi hành động tương tác của họ. Điều này khiến Jared sợ hãi và anh ấy từng viết trong một email rằng: "Tôi thực sự không hiểu cô ấy muốn gì. Người phụ nữ này thật nham hiểm và tôi cảm thấy dường như cô ấy đang ấp ủ một âm mưu đen tối." Cuối cùng sau tất cả, họ đã đường ai nấy đi. Năm 2017, vẫn tại Florida, Jared đã gặp và kết hôn với Kristen. Họ đã có hai cô con gái và cuộc sống của anh lúc này được cho là khá viên mãn. Còn về Sana, năm 2018 cô cũng đã kết hôn với Mario Fernandez Santana, một người bảo trì tại phòng tập CrossFit mà cô thường hay đến. Cô ấy còn bắt đầu phát triển thêm công việc kinh doanh riêng của mình với một tiệm bánh có tên là Beach Baker 904 nằm trên bãi biển. Sau khi tìm hiểu một chút về quá khứ của Jared, để hiểu hơn về anh ấy thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với câu chuyện điều tra về cái chết đột ngột của Jared. Liệu vụ việc đáng sợ này có liên quan đến người vợ cũ không? Con gái 2 tuổi của anh ta được giải cứu nhanh chóng khỏi xe và đang được chăm sóc đặc biệt. Ở hiện trường, mọi thứ không giống như ban đầu cảnh sát nghĩ. Đây không phải một cuộc tấn công bất ngờ. Họ khẳng định rằng có ai đó cố tình đặt lốp xe ở đó rồi chờ đợi chiếc xe của Jared tiến tới và thực hiện hành động được lên kế hoạch từ trước. Ban đầu thì điều tra viên nghĩ rằng đó là một vụ cướp xe, nhưng điều này đã được loại bỏ ngay lập tức vì trên xe không mất mát bất kỳ một thứ gì và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra một cuộc xô xát. Trên thực tế, Jared đã bị bắn nhiều phát vào lưng cho đến chết và hung thủ vẫn để lại nhẫn, đồng hồ, ví tiền và tất cả những vật có giá trị khác. Nhờ xem lại hình ảnh từ camera gần đó, cảnh sát đã phát hiện lốp xe là do một người cố ý đặt xuống. Tuy nhiên vì camera quá xa nên họ không biết được danh tính của người đó. Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là cuộc tấn công được sắp đặt từ trước, mục tiêu là Jared. Hung thủ có thể là người quen vì kẻ đó biết lịch trình và con đường mà nạn nhân sẽ đi qua. Tại thời điểm này, điều duy nhất mà các điều tra viên biết là có một chiếc Ford F-150 đời từ 2004 tới 2008 đã được nhìn thấy rời khỏi khu vực đó vào lúc xảy ra vụ án. Với thông tin ít ỏi này, cảnh sát đã nhanh chóng cầu cứu sự trợ giúp từ FBI và ATF để nhờ họ tham gia vào cuộc. Mặc cho manh mối ít ỏi nhưng mọi người đều cố gắng nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả người dân xung quanh khu vực đó sau khi biết tin cũng tự nguyện hợp tác và tham gia phỏng vấn để giúp tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể. Vợ hiện tại của Jared vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng vụ án sẽ có tiến triển. Ngoài ra, một phần thưởng lên đến 55.000 đô la Mỹ đã được đưa ra cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến kẻ giết người. Trong vòng một tháng từ cái chết của Jared, Kristen Pritkin đã in và phân phát vô số tờ rơi tại các cửa hàng địa phương tại Jacksonville Beach. Hơn nữa, cô ấy còn tạo một tài khoản Instagram mang tên Justice for Jared B, nghĩa là tìm lại công lý cho Jared, và tiếp tục đưa tin về vụ án này để đảm bảo rằng sẽ không ai quên nó. Cô ấy đã thiết lập khá nhiều các trang mạng xã hội, tham gia phỏng vấn và cố gắng lan truyền thông tin đến càng nhiều người càng tốt. Và thực sự là cô ấy làm được điều đó rất hoàn hảo. Có khá nhiều người biết đến vụ án này và mọi người đều đặt ra câu hỏi: ai có thể làm ra điều tàn nhẫn như vậy? Một tháng dài đã qua và chiếc xe bí ẩn đó vẫn chưa được tìm thấy. Dù Jared đã qua đời và để lại một sự đau đớn cũng như mất mát lớn với hầu hết những người quen, nhưng chỉ có Sana là tỏ thái độ rất kỳ lạ. Cô ta không tham dự đám tang người chồng cũ và dường như cô ta cũng không cho con cái đến. Sana nhanh chóng thuê luật sư nổi tiếng để bảo vệ gia đình khỏi sự tấn công trên mạng xã hội, truyền thông, báo chí và tất cả những trang web có liên quan. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình duy nhất mà Sana Gardner chấp nhận tham gia, khi được hỏi về việc cô có liên quan đến vụ án giết chết Jared không và cô có biết ai là người có thể làm điều đó hay không, Sana đã khẳng định rằng: "Không, tôi không có bất cứ liên quan gì đến vụ án của anh ấy. Tôi không có bất kỳ ý kiến nào về người gây ra chuyện này. Như tôi đã nói, chúng tôi đã ly hôn từ khá lâu và cả hai không bao giờ đề cập đến những vấn đề khác ngoài việc con cái. Tôi chỉ biết rằng tôi thực sự không muốn ai đó phải trải qua điều tồi tệ này." Vài tháng sau đó, Sana và Mario cũng đã chia tay. Sana quyết định chuyển đến West Richland ở tiểu bang Washington vì dường như cô ấy muốn cách xa nơi này càng xa càng tốt. Hoặc cũng có thể là cô ấy thực sự muốn được ở gần gia đình hơn bởi bố mẹ cô cũng rất giàu có. Họ đã mua một căn nhà tại Washington cho Sana và hy vọng cô có thể trở về đoàn tụ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được lốp xe trên đường đó thuộc về một chiếc Ford F-150 Lariat 2004 và chính điều đó đã đưa họ tìm đến Henry Tennant, 61 tuổi. Henry đã bị cảnh sát bắt vào tháng 8 năm 2022
6 tháng sau vụ án mạng của Jared vì được cho là nghi phạm. Hắn ta có tiền án từ trước và hơn nữa họ cũng tìm thấy một khẩu súng ở cốp xe của hắn trong một cuộc kiểm tra giao thông ngẫu nhiên. Do vậy, họ bắt giữ và rồi thẩm vấn hắn về những gì hắn đã làm trong đêm đó với Jared và về lý do chiếc xe của hắn được nhìn thấy trong khu vực đó. Henry từng có tiền án nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ gồm 9 lần bị bắt vì các tội danh nhỏ. Trong quá trình thẩm vấn, Henry không tiết lộ bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra thông tin cá nhân, cảnh sát nhận thấy một điều khá quan trọng là anh ta đang thuê một căn nhà của Mario Fernandez Sanada, chồng của Sana. Cảnh sát đã tiếp tục giam giữ Henry và rồi vào tháng 10 năm 2022, sau khoảng 2 tháng bị giam, cảnh sát bắt đầu xem xét hồ sơ tài chính của anh ta. Họ phát hiện Mario đã cung cấp cho Henry rất nhiều tiền trong khi Henry đang thuê nhà của Mario. Rất lạ đúng không? Ngoài ra họ còn biết được vào tháng 2, ngay trong tháng xảy ra vụ ám sát, Henry và Mario đã gọi điện cho nhau 35 lần, tiếp đó là 30 lần vào tháng tiếp theo, nhưng sau đó là hai người hoàn toàn không liên lạc. Tháng 1 năm 2023, sau khi bị gây áp lực bởi những câu hỏi gắt gao của điều tra viên, Henry Tennant thừa nhận tội giết người cấp độ 2 trong vụ xả súng này. Hơn nữa, hắn còn đồng ý làm nhân chứng giúp đỡ cho việc bắt giữ Sana và Mario. Hắn kể lại rằng mọi chuyện xuất phát từ vụ ly hôn căng thẳng giữa Jared và Sana, cùng với những vấn đề liên quan đến quyền nuôi con. Họ bất đồng quan điểm ngay trong những việc nhỏ nhặt nhất như là cung cấp máy thở cho đứa con trai bị tim bẩm sinh, hay Sana có chăm sóc chúng tốt không, và đến cả việc Jared cho hai đứa con của họ tiếp xúc với con riêng của anh ấy. Rồi tới một thời điểm nào đó, sự chịu đựng đạt đến giới hạn nhất định và điều kinh hoàng đã xảy ra. Vào khoảng tháng 10, tháng 11, Mario nói với Henry rằng anh ta có phi vụ với mức lương hậu hĩnh. Henry đồng ý và cũng đã trả trước một số tiền lớn. Sau đó hắn ta được cung cấp vị trí mà Jared thường đi và sau khi Jared đưa cặp song sinh đến nhà hắn, cũng được thông báo rằng anh ấy đang đến. Nhận được tin, hắn ta nhanh chóng kéo chiếc lốp ra chặn giữa đường và chờ thời cơ. Và như bạn đã biết, hắn ta đã bắn rất nhiều phát vào Jared và khiến anh chết ngay tại chỗ. Sau đó còn có ý định làm hại đến đứa con gái 2 tuổi, thế nhưng chuyện đã không thành. Ngày 16 tháng 3, Mario Fernandez Sanada bị bắt tại Orlando và bị buộc tội giết người cấp độ 1, âm mưu giết người, xúi giục người khác phạm trọng tội và lạm dụng trẻ em. Tiếp đó vài tháng, tháng 8 năm 2022, Sana sau khi chia tay Mario chuyển đến nơi khác sống cũng bị bắt và bị buộc tội như hắn ta. Sau khi Sana bị bắt, cô ta hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ cô ta thực sự không nhận ra được sự nghiêm trọng về sự việc mình đã gây ra, hoặc là cô ta đang cố gắng tỏ ra mình vô tội. Tại tòa, các công tố viên đồng lòng yêu cầu án tử hình với cả Mario và Sana. Gần đây, theo luật của Florida, không phải tất cả các bồi thẩm đoàn đều phải đồng ý với án tử. Nếu khoảng 8 trong số 12 bồi thẩm đoàn đồng ý rằng người này nên bị hành quyết, thì đó là đủ. Vì vậy, rất có khả năng hai người này sẽ lãnh án cao nhất. Còn với Henry Tennant, vì đã đồng ý thú tội và đồng ý làm chứng chống lại Mario và Sana, thế nên anh ta bị kết án từ 15 năm tù đến án tù chung thân. Điều đáng nói là trong lúc xét xử, cả Mario và Sana đều tuyên bố mình vô tội và phủ nhận mọi hành vi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi sự chỉ trích và bất lợi đều bắt đầu dồn lên Sana. Hãy lưu ý là Mario không có bất kỳ tiền án nào và hắn hoàn toàn có thể quay lưng với Sana cũng như đổ tội cho cô. Vụ án này hầu hết liên quan đến Sana và chồng cũ Jared. Vì vậy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nó đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ được giảm án. Và như mình đã nói, Sana xuất thân từ gia đình giàu có. Vì vậy đúng là cô ấy có thể có được luật sư xuất sắc. Tuy nhiên, đã có một sự truy tố cho rằng cô ta từng có suy nghĩ giết Jared từ 2015. Theo cáo trạng, một nhân viên của phòng tắm Florida đã nói rằng vào thời điểm đó, giữa những vấn đề gắt gao trong cuộc ly hôn, cô ta đã hỏi anh ấy là có biết đến ai có thể giết Jared hay không. Lúc đó vì anh nhân viên không quá quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản là họ cãi nhau thôi. Tuy nhiên sau khi biết đến vụ án này, anh ấy quyết định gửi lời cáo buộc cho cảnh sát. Và chính điều này gây bất lợi lớn cho Sana. Cuối cùng bây giờ chỉ còn chờ đợi vào Henry Tennant, kẻ gây án biết rõ mọi chuyện, làm chứng cho tất cả sự việc và khiến những con người tàn ác này thú nhận tội ác. Chỉ có vậy thì gia đình của nạn nhân mới có thể vượt qua nỗi mất mát này một cách ít đau đớn nhất. Vụ án vẫn đang tiếp tục đi đến những kết luận cuối cùng. Chúng ta cùng chờ nhé. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn nghĩ ai là chủ mưu? Hãy cùng comment suy nghĩ bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn vì luôn xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.